Khôi rất vui được gặp lại các bạn trên kênh Khôi kể chuyện. Ngay sau đây, Khôi xin gửi đến các bạn một truyện ngắn của tác giả Lê Nguyệt. Truyện ngắn này được mang tên Vụ án Tiền Lương. Xin mời các bạn cùng lắng nghe. Trường phổ thông cơ sở Nguyễn Văn Y tọa lạc ở một cồn gần biển, chúng bao quanh toàn bộ sông nước. Phương tiện duy nhất muốn ra vào phải đi bằng đò. Mùa khô, gió thổi lồng lộng và cát bay mù mịt, đất dưới chân thành cát bủng. Buổi trưa đi bộ phải nhanh, chứ chậm một chút là có thể bị phỏng chân vì nóng. Mùa mưa thì khắp nơi trơn trượt, học sinh đến trường bằng ghe nhỏ. Buổi sáng bao giờ cũng đến trễ, nên giờ học phải đợi lại thêm một tiếng đồng hồ sau. Tách rời đất liền như vậy nên sóng điện thoại rất yếu, bởi vậy hiếm có ai sử dụng điện thoại di động, chỉ có điện thoại bàn mà chỉ thường là ở các cơ quan. Do địa thế của trường phức tạp nên chưa chia ra từng cấp học mà vẫn còn là cấp 1 và cấp 2 chung. Giáo viên được điều từ nơi khác đến. Ban giám hiệu phân công rải rác ra khắp các cồn. Ở tại trường trung tâm chỉ có 6 giáo viên cấp 2 và 8 giáo viên cấp 1, mỗi người đảm nhiệm một cấp lớp gồm 8 thầy và 6 cô. Toàn xã có tổng cộng 45 giáo viên, trong đó có ban giám hiệu, giáo viên cấp 1, 2 và mẫu giáo. Mỗi tháng, tất cả về trường trung tâm để học chuyên môn một lần vào ngày thứ 5 đầu tháng và cũng là để nhận lương. Hôm ấy là ngày 2 tháng 3, nhằm vào thứ 5. Kế toán kim thủ quỹ Hữu vừa nhận lương cho toàn trường về, bèn đánh thư mời họp vào thứ 5 ngày 9 tháng 3. Trước nhận lương, sau tổ chức bữa tiệc tặng quà cho các nữ giáo viên nhân ngày 8 tháng 3. Đêm hôm đó, có điện thoại điện về cho ban giám hiệu. Hiệu trưởng quan nhận điện là người nhà báo tin cha của thầy Trạng bị tai biến mạch máu não đã nhập viện. Trạng điếng hồn, nhưng giờ này không có phương tiện để về nhà, đành phải chờ chuyến đò sớm nhất lúc 4 giờ sáng. Thầy Tôn và thầy Đặng do thứ hai phải tập trung ở phòng giáo dục để đi kiểm tra trường khác, nên nhân dịp đó tranh thủ xin nghỉ 2 ngày thứ 6 và thứ 7 để về nhà. Nhà hai thầy Tôn và Đặng ở Sài Gòn. Vậy là tối hôm đó, thầy Hữu phát trước lương cho Trạng, Tôn và Đặng. Cả ba thầy đều đi chuyến đò 4 giờ sáng. Thầy Tôn phụ trách công đoàn trường, nên cùng thầy Đặng tranh thủ ghé thăm cha thầy Trạng ở bệnh viện trước khi về nhà. Sau khi các thầy đi rồi, chiều hôm đó, Hữu soạn tiền ra để cho vào bao thư, thì trời ạ! Số tiền hơn 250 triệu không cánh mà bay. Thầy Hữu cuống cuồng báo với hiệu trưởng quan. Quan thất sắc, mọi nghi ngờ đều tập trung vào Trạng. Có khi nào khi nghe cha bị bệnh như vậy, Trạng đã làm liều chăng? Trạng, nhà ở huyện, là con trai thứ 9 trong một gia đình cũng vừa đủ ăn đủ mặc. Trạng vừa cưới vợ, vẫn chưa có con. Anh cũng đã nộp đơn lên phòng giáo dục xin chuyển về xã nhà, vì cũng công tác ở đây đúng 4 năm rồi. Trong thời gian công tác, anh chưa vướng vào một khuyết điểm gì, luôn tỏ ra năng nổ và hòa nhập với đồng nghiệp, thân ái với các thầy cô trong nhà tập thể của trường, gần gũi với địa phương và học trò rất mến yêu anh. Nếu không có chuyện cha anh bị bệnh ngặt nghèo như vậy, ban giám hiệu tuyệt không bao giờ tin anh có dính líu đến vụ này. Tôn hiền lành quá mức và là bạn chí thân với Quan và Hữu. Họ đều là người Sài Gòn, cùng học chung sư phạm và cùng đăng ký về nơi đây một lượt. Lẽ nào tôi lại đi hại bạn của mình? Đặng cũng là người Sài Gòn, cùng về phương này với Trân. Hai người là cặp bài trùng, đi đâu cũng đi chung. Vẻ ngoài nhìn Đặng bề thế và sang trọng, không ai biết cuộc sống riêng của gia đình anh như thế nào. Đặng ăn nói bậm trợn, nhưng tính cách hào sảng khoáng đạt. Khả năng lấy cấp tiền lương có thể có mà cũng có thể không. Tính tới tính lui, chỉ có mình Trạng là đáng nghi nhất. Mặc dù trước nay anh không bị tai tiếng gì, nhưng hiện cha đang bị bệnh mà khả năng chạy chữa rất lâu dài. Trạng biết sáng ra ngoài, anh cùng hai người nữa sẽ rời trường, nên trùng dịp, sẵn sàng hy sinh danh tiếng mình để lấy số tiền đó cũng nên. Bởi vì tiền mất ngay trong nhà tập thể thì chỉ có những người trong nhà tập thể lấy thôi. Hôm qua, ai cũng nhìn thấy Hữu mang tiền về như mỗi tháng. Lẽ nào Hữu vừa ăn cắp vừa la làng? Tám thầy gồm hiệu trưởng Quan, Hữu, Tôn, Đặng, Trang, Trần
Phương và Đoàn, Sáu Cô, Nguyên, Hạ, Chi, Tuyết, Yến, Châu. Hiệu trưởng Quan thì không bao giờ rồi, bởi vì anh là đầu tàu của con thuyền lớn. Uy tín và trách nhiệm của anh được công nhận khi anh là một hiệu trưởng đầu tiên của cả huyện. Đoàn thì bình thường và nhát gan, nhất là không có khả năng một mình ôm số tiền lớn khi ung dung ở trong nhà tập thể mà mặt không đổi sắc như vậy. Trần sống đơn giản, người cũng không có hoài bão chi lớn, gắn bó với Trường cùng thời với Quan, Hữu, Tôn và là bạn hiền của Đặng. Nếu nói anh là thủ phạm thì khó có ai tin. Phương là người mới, được phân công về trường hồi đầu năm học. Anh dạy môn toán, Phương cũng người Sài Gòn. Anh sống khép kín, hiếm khi tiếp xúc giao hảo với ai. Trong tất cả 6 cô giáo ở trường, Phương tỏ ra thân với Hạ nhất. Đơn giản vì anh là bạn học sư phạm với anh ruột của Hạ. Khi được phân công về huyện này, anh chỉ quen biết duy nhất một mình anh của Hạ mà thôi. Nhưng anh cô lại dạy ở trường khác. Mỗi khi Phương đi và về Sài Gòn cũng đều nghỉ ở nhà Hạ một đêm. Còn các cô thì Quan bỏ ngoài diện tình nghi. Một tuần trôi qua, ngày thứ năm vẫn họp hội đồng giáo viên như thường lệ. Thay vì phát lương và các cô có quà 8 tháng 3 thì lại nghe tin dữ. Ai cũng lo lắng và thương cho Hữu, dù cũng có vài dư luận cho rằng Hữu tự biên tự diễn màn kịch này. Bây giờ, các nơi đều đã biết chuyện tiền lương cả trường bị mất. Hữu đau khổ nghĩ đến chuyện phải đền 41 phần lương kia như thế nào. Tất nhiên là đã trừ phần lương của anh ra. Anh phải trả suốt 41 tháng. Rồi trong thời gian đó, anh sẽ sống bằng gì? Ăn bám vào tập thể sau. Thời gian càng dài, kẻ gian càng dễ tẩu tán tiền bạc. Không thể kéo dài hơn. Nếu như một trong ba người, Trạng, Tôn và Đặng lấy, thì coi như Hữu phải chịu chết một phen. Nhưng lỡ đâu mình nghi oan cho họ thì sao? Lỡ như những người ở lại lấy thì sao? Nếu như những người ở nhà tập thể lấy, thì số tiền 41 phần lương đó, họ sẽ không có chỗ cất, buộc phải để trong tư trang ít nhiều. Nơi này, nhiều người qua lại, không dễ gì giấu giếm bên ngoài xa cách bản thân. Chưa ai rời khỏi trường, nên khả năng chuyển tiền vào tài khoản là không có. Quan và Hữu bàn bạc, cuối cùng quyết định mời đại diện của phòng giáo dục, ủy ban xã, hội phụ huynh học sinh đến để chứng kiến một cuộc lục soát có biên bản. Muốn làm được điều này, Quan mượn tiền, sau này sẽ xuất quỹ trả để nhờ thầy Bằng là phó hiệu trưởng, cũng là người địa phương, tổ chức một bữa tiệc mời hết các thầy cô qua dự. Anh âm thầm kêu Hạ và Nguyên kiếm chuyện đi đâu đó để không tham gia vào bữa tiệc, mà trở lại để Nguyên kiểm tra đồ đạc mấy cô, còn Hạ vốn là thư ký hội đồng, nên phải ở lại lập biên bản. Chiều, được sự động viên và cho phép của Quan, ba thầy và bốn cô đi qua nhà Bằng để ăn tiệc. Nhà tập thể còn lại Quan, Hữu, Nguyên và Hạ. Phòng giáo dục có phó phòng Ba Thi, ủy ban có phó chủ tịch Hai Lắm, hội phụ huynh học sinh có hội trưởng Hai Trung tham dự. Biên bản được thành lập và cuộc khám xét bắt đầu. Trước hết là khám phòng và đồ dùng cá nhân của các cô, không tìm được gì khả nghi. Cuối tháng rồi, cô nào cô nấy chắc cũng khô máu hết. Chuyển qua khám vali của các thầy, Trần thu xếp đồ đạc gọn gàng, nhìn qua có thể nghĩ, chỉ cần xách cái vali là anh sẽ rời trường không có gì vướng bận. Không thấy tiền cất giấu, dù là một đồng. Đoàn nhà ở trên huyện, nên hành lý ít cũng gọn gàng, cũng không thấy tiền. Phương từ lúc nhận nhiệm sở đến nay đã 7 tháng, chỉ mới về nhà 2 lần, nhưng hành lý của anh cũng chẳng có gì, chỉ có sách vở và giáo án là nhiều. Ngoài những quyển anh để trên bàn cá nhân, còn dưới gầm giường cũng gọn gàng ngăn nắp một số. Quyển nào cũng được bao bìa bóng kim cẩn thận bằng giấy dày, trông rất đẹp mắt. Mấy thầy thì quá quen thuộc với những quyển tập sách này rồi, nhưng hai cô thì có vẻ ngạc nhiên. Giấy bìa ở đâu mà anh ta sử dụng nhiều vậy? Lại quá ư là đẹp. Khi kiểm tra các thầy cô khác cũng có lột từng quyển vở sách, vì có thể họ chèn tiền vào trong trang. Nhưng ai nấy đều không có gì đặc biệt, còn bìa bao của Phương tự nhiên dày và cứng hơn bình thường. Đương nhiên, không có tờ giấy bạc nào nằm trong trang sách vở cả. Quan trong lòng đã tắt hy vọng, đành chấp nhận cho Hữu bị dồn đến bước đường cùng. Nhưng cứ thấy Hạ xăm soi bìa vở của Phương, anh hỏi, có phát hiện gì không hả? Anh có thấy cái bìa bao này dày hơn bình thường không? Nếp gấp cũng sát, cần gì phải dùng kim bấm chứ?
Cũng đúng, đưa anh coi. Quang đỡ lấy quyển tập, mân mê một hồi, rồi cẩn thận gỡ kim bấm ra. Mở bìa tập ra thì một số giấy bạc xổ ra ngoài. Mọi người reo lên vui mừng, sáu người tháo hết các bìa tập, thu lại được đúng 140 triệu ghi vào biên bản. Vậy còn hơn 100 triệu nữa, anh ta cất ở đâu? Trước mắt, phải tịch thu số tiền này trước, rồi hạ hồi phân giải. Ban kiểm tra ngồi lại với nhau, bàn phương án tiếp theo. Làm thế nào cho chính miệng Phương thú nhận để tìm cho ra khoản chênh lệch mà anh ta đã giấu nơi khác? Trong lòng mọi người, ai cũng cảm thấy bất bình, nhất là Hạ. Nếu như anh cố biết bạn anh ấy làm ra chuyện vô sĩ như vậy, anh sẽ nghĩ sao? 10 giờ khuya thì các cô về, Phương được mời ngay vào văn phòng. Anh ta ngơ ngác, nhưng có lẽ cũng linh cảm được chuyện gì đã xảy ra. Ba Thi, phó phòng giáo dục đánh phủ đầu Phương ngay lập tức. Hôm nay, để thầy Bằng mời các thầy cô qua nhà, chỉ là cái bẫy để điều hổ Ly Sơn. Thực tế đã thành lập ban kiểm tra gồm những người ngồi đây. Cuối cùng thì thầy Hữu mất tiền lương cũng đã tìm ra thủ phạm. Thủ phạm đó chính là thầy. Thầy nghĩ sao? Xin cho biết ý kiến. Phương quát mắt nhìn mọi người. Tại sao khẳng định tôi là thủ phạm? Vì số tiền khá lớn trong những bìa tập của thầy. Vậy mà cho là tôi là trộm cắp à? Tiền đó là ba mẹ tôi ly dị nhau, bán căn nhà chia làm ba. Ba tôi một phần, mẹ tôi một phần, anh em tôi một phần. Phần đó chia ra làm tám. Số tiền đó tôi mang theo trong mình nhiều năm nay. Nếu không tin, các anh có thể hỏi Thanh, anh của Hạ. Số tiền nhiều như vậy, sao thầy không chuyển vào thẻ ATM mà giữ tiền mặt vậy? Anh nghĩ tôi được chia ít lắm mà. 1/3 căn nhà ở Sài Gòn, anh tính là khoảng bao nhiêu tiền? 6 tỷ, 2 tỷ chia làm 8, mỗi đứa có 250 triệu, cộng với tiền ba mẹ cho thêm. Tôi giữ lại bao nhiêu để chi xài, còn lại gửi ngân hàng lấy lãi. Phải trộm vặt tiền lương tôi mới đủ sống sau. Bây giờ tôi không cần lo cho ai hết. Tiền lương sống ở nơi cùng cốc thăm sâu này như thế cũng đủ. Cần gì phải tham lam? Tôi cũng biết anh Hữu mất số tiền này gây cho ảnh biết bao là hệ lụy. Nhưng nếu như ảnh cần, tôi cũng có thể hỗ trợ bằng cách cho ảnh mượn chút đỉnh để phát cầm chừng lương cho người ta. Chưa chi các anh đã gán ép tội vô tôi rồi, làm tôi không còn tha thiết gì cả. Nghe Phương nói, mọi người lặng đi một lúc. Hạ cảm thấy có chút gì đó khó tin. Cô có nghe anh cô nói ba mẹ Phương hay cãi nhau, nhưng họ có tới 8 đứa con, nên chuyện ly dị không phải là dễ dàng xảy ra. Bán nhà chia cho mỗi đứa có bao nhiêu tiền thì sẽ sống ra sao khi không còn nhà cửa nữa. Nếu Phương trong mình có nhiều tiền như vậy, sao có lần đi chung với cô lên xuống huyện, anh đều để cô trả tiền đò. Hạ muốn nói ra, nhưng nghĩ lại, dù sao Phương cũng là bạn của anh mình. Ở nơi đây, chỉ có cô là xem như người thân của anh. Trong lúc bán tính bán nghi, cũng không nên đốn ngã anh như vậy. Quang trầm ngâm một hồi, rồi nói. Những điều anh nói chúng tôi cũng sẽ kiểm tra. Tiền thì chưa thể trả lại cho anh được. Nếu anh chứng thực được ba mẹ đã chia cho anh số tiền này và anh trình ra sổ tiết kiệm của ngân hàng, thì chúng tôi sẽ trả lại tiền và công bố bồi thường danh dự cho anh. Bằng nếu như anh không chứng minh được, thì ngoài 140 triệu này ra, anh phải đền bù cho đủ số tiền mất của Hữu. Như vậy có thể chúng tôi sẽ nghỉ tình mà để anh ở lại giảng dạy không kỷ luật thông báo toàn ngành. Nếu như bị như vậy, thì con đường phía trước của anh xem như vĩnh viễn chặn ngang. Anh suy nghĩ lại đi. Tôi cho anh thời gian bây giờ tới sáng. Phương giận dữ, hùng hổ đứng dậy bỏ ra ngoài. Tôi kiện các anh về tội vu khống phỉ báng. Mọi người ngồi lại, sau mấy phút im lặng, Hai Thi nhìn Quang. Anh tính làm sao đây? Quang lại quay sang Hạ. Hạ có nghe Thanh nói gì về chuyện gia đình của Phương không? Hạ suy nghĩ một lúc rồi trả lời. Trước anh có kể, thật ra ba của anh Phương có vợ bé, nên thường khi vắng nhà. Chồng có vợ bé thì lục đục trong gia đình là không tránh khỏi. Nhưng ly dị bán nhà chia làm ba thì cũng có hơi vô lý. Ông ta làm sai phải ra mình không? Để nhà cho vợ con ở chứ chia chác gì? Những 8 đứa con chứ bộ ít sao? Mà đứa nhỏ nhất á, nghe nói mới 7 hay 8 tuổi. Lâu nay Phương có vẻ là người có tiền không? Điều này em cũng không biết, bởi vì đâu thấy anh ấy xài phung phí gì. Lên xuống nhà em á, cũng chưa từng mua món gì cho cha má em cả. Nghĩ ảnh xa nhà, tiền lương mới ra trường, nên khi đi chung á, mọi chi phí em đều trả hết đó. Quang đưa mắt nhìn mọi người.
sao tôi lại cảm thấy số tiền này chính là y đã lấy từ tiền lương? Tôi có một ý nghĩ táo bạo đề xuất với mọi người xin cho ý kiến. Bây giờ phải nhờ đến Hạ phối hợp, vì ngoài Hạ ra, y sẽ không chịu nói chuyện với ai nữa đâu. Hạ gặp y liền trong đêm nay với tư cách là đứa em gái, khuyên y nếu như đã lấy rồi thì cứ dũng cảm nhận lỗi và hoàn trả lại. Tôi hứa danh dự sẽ giữ bí mật cho y và đề nghị anh Hai Thi không báo cáo về phòng, vẫn cho phép y công tác bình thường, rồi mọi việc sẽ dần chìm vào quên lãng. Còn nếu như y ngoan cố, ngày mai tôi sẽ cử Hữu và Bằng lên tới nhà y ở Sài Gòn để xác minh, đồng thời báo với chính quyền buộc y phải trình ra sổ tiết kiệm và phải trùng khớp với những điều y khai. Nếu đó là hoàn toàn đúng với sự thật, tôi chấp nhận bị kỷ luật, sẽ xin lỗi và bồi thường danh dự cho y. Quan nói xong, Hữu phản ứng liền. Vậy có liều quá không? Nếu như số tiền đó là của y, thì ông sẽ một phen mất mặt đó. Đành phải vậy thôi, giờ không thể trao trả tiền này được. Dẫu sao nắm đằng cán vẫn hơn đằng lưỡi. Phải nhanh chóng giải quyết chuyện này, bởi vì anh em cũng phải cần tiền lương để sống mà. Đành phải nhờ Hạ vậy, nghe hả? Hạ ngần ngừ. Sao anh nghĩ là anh sẽ nghe em nói? Vì Hạ là người duy nhất y quen biết ở đây. Nếu như y vẫn còn muốn công tác xứ này, thì y sẽ không dám làm mất lòng gia đình Hạ, cho đến khi y đã có chỗ đứng vững chắc. Hạ cứ thử đi, làm liền đi hả? Vì tập thể, em sẽ thử. Thành công nghe hả? Hạ bước ra khỏi phòng họp, trong lòng rối ren lo ngại. Cô không tin Phương có thể lấy cắp số tiền lương của tập thể giáo viên, nhưng cũng không tin ba mẹ anh bán nhà chia của. Mặc dù Phương không phải là người rộng rãi hào sản, nhưng do anh nghèo lại sống xa nhà nên cẩn trọng về tiền bạc, điều này có thể hiểu. Nhưng nói sao thì nói, lấy cắp tiền lương của giáo viên dùng xa dùng sâu như thế này là không thể chấp nhận được. Hy vọng là anh bị oan, để tình cảm anh em không bị sứt mẻ, để sự kính trọng cô dành cho bạn của anh mình không bị mất đi. Hạ vào phòng các thầy. Mọi người sau tiệc rượu ở nhà Bằng đều đã ngà say nên đi ngủ cả. Cô nhìn thấy Phương một mình ngồi trầm mặc trên bàn, dáng vẻ suy tư. Hạ trước giờ rất thích người con trai có bộ dạng tư lự như vậy. Cô tưởng tượng ra đó là một người có nội tâm sâu sắc, đáng để tìm hiểu. Nhưng hôm nay nhìn Phương, cô lại nghĩ rằng chắc anh đang che đậy điều gì khuất lấp mà chẳng thể nói ra. Rồi Hạ tự trách mình, tất cả chỉ là võ đoán. Sự thật chưa được phơi bày thì cũng không nên đánh giá một người quá dội. Biết đâu tất cả chỉ là hiểu lầm. Hạ tiến lại gần Phương, dịu dàng. Ra ngoài nói chuyện chơi một chút anh. Phương quay phát lại. Là em muốn nói chuyện với anh hay là bọn đó kêu em nói? Là em. Được. Phương bước xuống cùng Hạ ra ngoài. Bấy giờ Hạ mới phát hiện ra là trời đêm nay sáng vàng vạc do ánh trăng khuya. Cô cùng Phương ngồi xuống bậc thềm của dãy phòng học. Chưa biết mở lời với anh như thế nào thì Phương gằn giọng. Em cũng nghĩ như họ là anh chôn tiền phải không? Hạ bất ngờ trước câu hỏi của Phương. Cô quay lại nhìn thẳng vào mắt anh. Em chưa có suy nghĩ gì hết, nhưng cây ngay không sợ chết đứng. Nếu như anh không có làm gì, sợ gì người ta gieo tiếng xấu cho mình? Em có tin anh không? Anh nói thật thì em sẽ tin. Làm sao em xác định là anh nói thật hay không? Tiếng nói tự thâm tâm trong sạch sẽ có sức thuyết phục anh à. Vậy em có bảo vệ anh không? Nếu anh ngay thẳng thì có cần gì em phải bảo vệ? Còn nếu như anh bị đổ oan, trong khả năng em làm được gì, em cũng sẽ không bỏ rơi anh. Nếu anh nói đó là tiền ba mẹ anh cho, em có tin không? Em sẽ tin, nhưng em cũng muốn biết ba mẹ anh đã ly dị rồi sao? Ba anh làm sai lẽ ra phải tay trắng bước ra, chứ sao lại bán nhà chia của? Tại sao mẹ anh lại đồng ý phương án đó, để bây giờ bà và 8 đứa con không có nơi cư ngụ chứ? Tất nhiên mẹ anh mua lại căn nhà khác. Vậy thì chia đều 1/3 cho các con làm gì? Nói chung là em không tin. Hợp tình hợp lý em sẽ tin. Nhưng đó là sự thật. Hạ đặt tay mình lên tay Phương. Giấy cũng không gói được lửa, anh yên tâm. Vậy họ có dự tính gì không? Anh Quang nói, ngày mai sẽ cử anh Bằng và anh Hữu đi tới nhà anh để xác minh.
sự việc cũng sẽ báo lên chính quyền để thẩm tra sổ tiết kiệm của anh, và anh phải giải trình hợp lý về số tiền gửi. Nếu như đó là sự thật, anh Quang bằng lòng chịu trách nhiệm bị kỷ luật để trả lại sự trong sạch cho anh. Dưới ánh sáng của ánh trăng đêm mờ tối, Hạ cố tình nhìn thay đổi trên gương mặt Phương, nhưng cô không nhìn rõ được. Nếu như chính anh là thủ phạm, họ sẽ xử lý anh như thế nào? Mọi người nói nếu như anh đồng ý khai thật là anh đã lấy số tiền này và trả lại cho Hữu, thì chuyện sẽ không được thông qua, sau đó sẽ chìm vào quên lãng. Mọi sinh hoạt sẽ trở lại bình thường, anh dẫn đến lớp giảng dạy và bí mật này mãi mãi không được công khai. Còn nếu như anh ngoan cố đến khi điều tra ra được, thì sẽ bị cảnh cáo toàn ngành và kỷ luật buộc thôi việc. Anh sẽ thân bại danh liệt, vĩnh viễn rời xa ngành giáo dục. Họ kêu em nói với anh như vậy à? Dạ. Sao em nói là em muốn nói chuyện với anh, chứ không ai xúi giục em? Là em tình nguyện đi nói những lời này với anh. Phương nạt lớn. Nói dối. Uổng công anh tin tưởng và xem em như em ruột. Họ biết ngoài em ra, anh không giao tình với ai, nên cố ý để em gài bẫy anh, rồi em cũng ngoan ngoãn làm con rối của họ. Chán ghét. Em không gài bẫy anh, em chỉ muốn anh tâm sự với em thôi. Nếu như anh có gì khó nói, thì nói với em sẽ tìm cách nói với họ. Chuyện này muốn lớn thì lớn, muốn nhỏ thì nhỏ anh à. Anh suy nghĩ đi, sự thật nào, dù trước hay sau, cũng sẽ được phơi bày ra ánh sáng. Nếu là tiền của anh á, thì anh không việc gì phải sợ, cứ mặc cho người ta điều tra. Nhưng nếu anh lỡ lầm, thì đây là cơ hội cuối cùng để anh khắc phục. 12 năm học, 3 năm sư phạm, không thể chỉ trong một ngày mà mất trắng anh à. Nếu như anh là kẻ trộm, em có khinh anh không? Đời người ai cũng phải có sai phạm, có va vấp. Nếu như anh sửa sai, thì sao lại khinh chứ? Họ mất 250 triệu, anh chỉ có 140 triệu mà kết luận là anh lấy. Nếu bây giờ anh chấp nhận là anh phải đền luôn số tiền đó à? Quan trọng là thành ý và sự thật. Sự thật nếu như anh đã lấy bao nhiêu đó và có thành ý trả lại thì người ta sẽ tin anh. Chuyện tìm ra số tiền cuối cùng cũng là chuyện của họ. Phương trở bộ, ngồi ngay ngắn lại. Anh nhìn lên bầu trời, tiếng nói nhẹ như gió thoảng. Đúng, là anh lấy số tiền đó. Nhưng chỉ có bao nhiêu đó thôi. Khi nghe công bố mất 250 triệu, trong đầu anh nghĩ, nếu không phải thằng Trạng chôn trước, thì là thằng Hữu khốn nạn tùng dịp giấu luôn số còn lại để giá họa cho người ta. Hữu cũng như anh, nghĩ rằng Trạng trong tình trạng bế tắc này, nếu như nhà tập thể mất tiền, mọi tình nghi sẽ đồn về phía nó, nên cố tình lấy tiền. Nãy giờ, anh cũng suy nghĩ nhiều lắm. Nếu như nhận là lấy cắp, thì phải liên đới chịu trách nhiệm về khoản còn lại. Anh biết phải làm sao? Hạ mừng rỡ, cô nắm lấy tay anh. Đi, đi anh, đi vô trình bày với anh Quang và anh Ba Thi đi. Họ sẽ có phương án giải quyết tiếp theo. Quang, Hữu và mọi người hứa sẽ bảo toàn danh dự cho Phương. Họ tin anh chỉ lấy số tiền đó thôi. Hữu thề bán mạng là không bao giờ biển thủ một xu trong tiền lương. Mọi nghi vấn dù không ai nói ra miệng, nhưng mặc nhiên đều nghĩ đến Trạng. Sáng hôm sau, Ba Thi về lại phòng giáo dục. Không ai biết đêm qua đã thành lập ban kiểm tra. Ngoài những người trong ban kiểm tra ra, cũng không ai biết số tiền bị mất đã được tìm lại hơn nữa. Chiều hôm đó thì Tôn và Đặng về trường. Vừa nghe xong, Đặng nghiêm túc nói: nếu như dùng phương pháp loại dần thì bỏ tôi ra. Đúng là câu nói của một chính nhân quân tử. Tôn bàng hoàng cùng cực, không sợ người ta nghĩ gì về mình. Anh ân cần hỏi Hữu: vậy giờ sao mày? Tiền đâu mà đền cho cả trường? Đã rõ mười mươi, thủ phạm chỉ còn duy nhất một mình Trạng. Nhưng hôm sau là thứ sáu, Trạng lại xuống tới trường. Xem ra, nếu muốn trở về công tác, thì anh nên về ngày Chủ nhật, vì vẫn còn hai ngày nghỉ. Nhưng khi vừa xuống tới, anh Quang dội túi xách quần áo vào phòng, rồi đến gặp ngay Quang. Lúc đó, mọi người đang tập hợp chuẩn bị ăn cơm chiều. Anh giận dữ ngồi xuống đối diện với Quang và Hữu, cùng tất cả thầy cô ở nhà tập thể. Tôi vội vã về đây vì nghe trường mất tiền lương tập thể và đang tình nghi tôi. Chắc là mọi người nghĩ cha tôi bệnh nặng cần tiền chạy chữa, nên cố ý làm trái chăng? Sao có thể nhìn hiện tượng mà đánh giá bản chất như vậy? Nói cho mọi người hiểu, nhà tôi đời đời chưa bao giờ làm chuyện gì nhơ bợn tổn hại thanh danh.
chúng tôi không nghèo túng đến nỗi như vậy. Anh em chúng tôi đông, đứa một chút góp gió thành bão, đủ sức lo cho cha má. Nếu như không đủ nữa, chúng tôi bán đất điền, bán nhà cửa, chứ không thể trở thành phường trộm đạo. Sao lại có thể đối xử với tôi như vậy chứ? Trước thái độ của Trạng, mọi người nhìn hai tay anh bóp chặt vào thành ghế, đôi mắt long lên, biết anh đang phẫn uất. Hiệu trưởng Quang vuốt ve. Chưa có một kết luận nào về những người bị tình nghi, sự việc cũng chưa trình lên công an, cho nên ai cũng đều bị nghi, kể cả tôi. Bởi vì anh là một trong số ba người rời khỏi trường trong ngày đó, nên bị xếp vào danh sách đầu tiên. Chúng tôi cũng chưa làm việc với anh, có nghĩa là chưa hề khẳng định anh, thì việc gì anh phải nổi nóng như vậy? Tôi không được quyền lên tiếng khi bị hàm oan sao? Đương nhiên là được, nhưng cho tới bây giờ đã hơn 10 ngày rồi. Nhà trường cũng chưa cử người để gặp và nói chuyện với anh, có nghĩa là vẫn rất tôn trọng anh. Đúng, vì nhà anh vừa xảy ra biến cố, nên chúng tôi có suy nghĩ đó, nhưng vẫn chưa khẳng định mà. Thái độ hùng hổ của anh lại khiến tôi nghĩ là anh đang đánh phủ đầu chúng tôi. Trạng đập tay xuống bàn. Tôi không làm chuyện đê tiện như vậy. Hãy nhanh chóng điều tra, tôi sẽ phối hợp. Chuyện gia đình đang rối ren, xin đừng tạo cho tôi thêm áp lực nữa. Quang vội vã đưa tay ngăn lại. Anh bớt giận, chuyện đâu còn có đó, chúng tôi đang điều tra mà. Hiện giờ tất cả những người trong nhà tập thể đều nằm trong diện tình nghi. Ai cũng có thể là thủ phạm hết. Ai cũng muốn chứng minh mình trong sạch. Nếu như thật sự vô can, thì cứ an tâm. Cơn phẫn nộ của Trạng tạm thời lắng xuống. Các phụ huynh của trường, mỗi người một chút, đem gạo thóc và đồ ăn tiếp tế cho thầy cô. Bởi vì chỉ có trường trung tâm là giáo viên ở xa tới nhiều nhất. Tình cảm của bà con và học sinh ven biển làm các thầy cô ấm lòng. Tối lại, Hữu nằm dài ra giường, vẻ mệt mỏi hằn sâu trên gương mặt. Các cô chụm nhâm lại một góc để bàn chuyện thời sự nóng hổi. Các thầy ngồi lại trong phòng, mỗi người một giường, thỉnh thoảng góp vài câu nhận định, nhưng cũng không đâu vào đâu. Thấy văn phòng có đèn, Hạ biết Quang còn ngồi một mình trong đó. Nhưng khi Quang ở một mình trong văn phòng, Hạ thường hay tới đàm đạo với anh. Cô biết anh đang lo lắng số tiền còn lại, không biết truy từ ai, nên bước vào, hy vọng chia sẻ với anh phần nào. Quang ngồi ngả ngửa ra ghế, nhìn thấy Hạ, phản ứng đầu tiên của anh là cái lắc đầu tuyệt vọng. Bế tắc rồi Hạ ơi. Hạ ngồi xuống đối diện anh. Dùng phương pháp loại dần như anh đã nói đi anh. Loại dần ai bây giờ? Anh có nghi các cô không? Tuyệt đối không, vì tiền của Hữu để trong phòng nam, mà các cô nếu không có việc gì cấp bách đều không vào. Vậy là loại được phân nửa rồi, anh có lấy không? Nói bậy. Vậy anh Tôn? Anh tin tưởng nhân cách của nó. Vậy anh Đoàn? Đoàn nhà khá giả và cũng không phải là kẻ tiểu nhân bị ổi. Còn anh Đặng? Đặng đã tuyên bố rồi, nó ngoài diện tình nghi, anh tin. Còn anh Hữu? Không thể nào. Vậy còn anh Trần? Trần không làm vậy đâu. Anh đã bỏ ra 6 người rồi, chỉ còn anh Trạng và anh Phương thôi. Chẳng lẽ anh còn nghi anh Phương sao? Thằng đó xảo trá, điều gì cũng có thể xảy ra. Trạng trong lúc nguy biến có thể làm liều. Rồi Quang ngồi thẳng dậy, nhíu mày nhìn Hạ. Hạ nói vậy là có suy nghĩ khác sao? Theo em không loại trừ khả năng anh Hữu và Trần. Tại sao? Hữu có thể chỉ mất một số tiền 140 triệu thôi, nhưng anh ấy đã xài quá số lương của mình từ lâu và có thể cũng đang mắc nợ, nên sẵn đó ém luôn số còn lại rồi tri hô lên mất cả. Phương có thể giấu tiền nhiều chỗ và chỉ bị phát hiện ra bấy nhiêu thôi, nên giả khờ trả bấy nhiêu. Trạng thì như anh đã nghi đó, nhưng em biết anh Trạng từ thuở nhỏ. Dù cho cha anh ấy có bệnh, anh ấy cũng không làm chuyện trùi bu vậy đâu. Nhưng cũng không ai biết được, con người sẽ thay đổi theo hoàn cảnh. Trần vì sao lại soạn tất cả đồ đạc vào trong vali, không chừa bất cứ một món gì bên ngoài, kể cả bàn chải đánh răng? Có phải chuẩn bị cho cuộc ra đi không trở lại không? Vì sao ảnh làm vậy? Quang thừa người ra, lặng im một chút, rồi nói. Anh hiểu ý em rồi, nhưng bây giờ mình phải làm sao? Phải lập một kế, cho rắn từ trong hang bò ra. Kế như thế nào? Hà và Quang chụm đầu vào nhau, bàn luận. Sáng hôm sau,
nhà trường đánh thơ mời giáo viên đến nhận phân nửa tiền lương để tạm thời chữa cháy qua cơn. Anh Hai Vinh nhà ở ấp 5, ghi chú trường Nguyễn Văn Y ở ấp 1. Cô vợ là chị Lan, giáo viên của trường cũng dạy cấp 1 ở ấp 5. Anh Hai Vinh gầy dựng cơ nghiệp nhờ vào đôi giống gánh trên vai, rảo đi khắp các cồn để bán những thứ linh tinh cần thiết cho mỗi gia đình như kem, bàn chải đánh răng, xà bông giặt, xà bông tắm, dầu gội, dầu thơm, nước rửa chén, nước xả vải, đường, mắm, muối, tiêu, bột ngọt. Ai dặn gì anh đều có nấy. Anh lên lịch nay đi ấp này, mai đi ấp kia. Sáng tinh mơ gánh một gánh đầy, chiều về hết sạch, không còn một món. Hai Vinh rất vui tính, vì vậy nên có duyên buôn bán. Anh nói đủ thứ chuyện trên đời, không biết cái nào thật, cái nào giả. Nhưng đa phần, những câu chuyện của anh đều vô thưởng vô phạt, nên không ảnh hưởng gì đến ai. Anh được mọi người yêu mến ủng hộ, nên gánh hàng của anh nuôi sống cả gia đình một vợ ba con. Chị Lan cũng được ung dung nhàn hạ mà đi dạy. Mỗi lần có dịp đi ngang qua trường trung tâm, anh đều ghé uống trà với mấy thầy. Thỉnh thoảng cũng tổ chức chè cháo tại nhà, mời thầy cô xuống chơi, nên giao tình cũng khá thân thiết. Chiều hôm nay thứ bảy cũng vậy, giờ đặt gánh đã hết xuống, thấy mặt Quang và Hữu, anh lên tiếng liền. Ê tụi bay, nghe chuyện thằng Bi á, nó nhặt được một bọc tiền cả trăm triệu không? Hữu há hốc miệng, dầu lấy Vinh. Thiệt hả anh, hồi nào anh nghe ai nói vậy, nhặt được ở đâu? Từ từ mày, hỏi cả nùi sao trả lời cho kịp. Tao mới nghe cái rột nên lại đây nói cái rẹt đó. Số tiền nhiều quá, có khi nào là tiền lương của giáo viên không? Đâu, Quang lại hỏi xem có gì năn nỉ nó xin lại. Có ai ở đó lên tiếng. Ê, nhặt rồi dễ gì cho lại. Quang lắc đầu. Không đúng, nhặt được số tiền lớn không báo chính quyền mà chiếm dụng xem như phạm luật. Để tôi nhờ bên ủy ban đi cùng. Anh đưa mắt nhìn khắp mọi người, đủ cả tám thầy đứng ngồi lố nhố đó. Mặt ai cũng lộ vẻ hớn hở, nhất là Đoàn và Trạng. Trạng phấn khích. Mong là đúng như vậy, sẽ rửa sạch hàm oan cho tôi. Tôn, Hữu, Đặng mừng ra mặt. Duy chỉ có Trần và Phương không biểu lộ một điều gì. Trần giống dĩ ít nói. Anh ngồi trên giường, hai tay chống ngã nửa người ra phía sau mà không đổi sắc, im lặng quan sát và lắng nghe. Phương đang cắm cúi ghi ghi chép chép, vẫn ung dung tiếp tục công việc của mình, thái độ bàng quan không một chút bận tâm. Hữu vội vàng nói. Đi đi Quang, qua nhờ ủy ban đi cùng á, để may ra tranh thủ được số tiền này, chỉ sợ đêm dài lắm mộng. Quang gật đầu. Được, ông đi với tôi. Hai cô, Nguyên và Hạ, giả bộ tới chơi với vợ chồng ông Bi để cầm chân ảnh ở nhà, tuyệt đừng hở ra chuyện gì nghe. Quang và Hữu đi, Nguyên và Hạ cũng đi. Các thầy cô còn lại ngồi chơi nói chuyện với Hai Vinh. Anh chuyển đề tài, kể chuyện vui, làm cả nhà, nhất là mấy cô cười nghiêng ngả. Chơi một chút, thấy trời sập tối, Hai Vinh quẩy gánh về. Mọi người tản ra tắm gội, chờ Quang, Hữu, Nguyên, Hạ về ăn cơm và báo tin vui. Trường và nhà tập thể giáo viên nằm tách bạch khá xa nhà dân. Chỉ duy nhất một căn chòi bỏ trống của bác Mười Lăng đã quá cố. Căn chòi cất sát cái sân banh khoảng hơn công đất. Lúc xin tiền, bác Mười cất căn chòi này để canh tác miếng đất đó. Nhưng sau khi hai bác qua đời, con cái dắt díu nhau đến nơi khác sinh sống, nên miếng đất bỏ hoang. Xã bèn trưng dụng tạm thời làm sân banh và nhà trường cũng dùng làm nơi học sinh hoạt động thể dục. Vì vậy, căn chòi vẫn được duy trì và quét dọn sạch sẽ. Bên trong còn có mấy cái bàn học sinh cũ để các cầu thủ khi mệt vào nghỉ ngơi uống nước. Ngoài ra, bao bọc phía sau trường và sân banh là một cánh rừng tự phát do nhà nước quản lý, mọc toàn bần ổi, tràm và thước đan xen. Khu rừng này cũng là nơi cung cấp củi nấu cho tập thể giáo viên. Quang, Hữu, Nguyên và Hạ may phục trong chòi. Trong hai phòng tập thể nam nữ chỉ còn 6 cô và 4 thầy. Nhìn lại chỉ còn 3 anh nằm dài ra giường. Trần và Đặng đi ra theo hướng ủy ban xã, ủy ban gần chợ. Phương cũng bước ra ngoài theo hướng sân banh. Quang nhướng mắt ra dấu cho Nguyên và Hạ đi theo Trần, Đặng. Còn anh và Hữu theo chân Phương. Nguyên nói đùa. Lỡ phát hiện ra gì á, hai ổng giết người diệt khẩu sao anh? Quang cười. Chỗ đó đông người á, còn hơn xuống rừng. Hay là muốn xuống rừng? Hai cô cười rồi đi. Trần và Đặng vừa đi vừa nói cười rôm rã, bộ dạng thư thái.
Cả hai ra tới trung tâm xã, rồi vào quán cà phê, gọi hai ly xong, ngồi ngửa người ra nhâm nhi thưởng thức, trạng thái thanh thản, không có điều gì đáng nghi. Nguyên và Hạ lòng vòng một chút, rồi ghé mua vài vật dụng cần thiết cho nhà bếp. Quan và Hữu lặng lẽ theo dõi Phương. Phương đi rất nhanh về phía khu rừng, vừa đi vừa ngoảnh lại quan sát xem có ai thấy mình không. Đến bìa rừng thì anh đứng lại ngó quanh quẩn thật lâu, rồi khẽ khàng bước sâu vào, tư thế lúc nào cũng cảnh giác cao độ. Phương đứng trân trân, mắt dán vào một điểm, sau đó dùng cây xua lớp lá một có vẻ như được ngụy trang. Mặt đất rình rịnh nước do cơn mưa đầu mùa còn dướng lại. Phương dùng cây moi lên một con dao của nhà tập thể, và anh dùng dao bới lớp đất khoảng 4 tấc lên. Trời mờ tối, nhưng đôi mắt Phương vẫn sáng quắc, ánh lên vẻ vui mừng. Phương moi lên một bọc ni lông được gói cẩn thận, anh cười gằn, phát ra tiếng. Mấy thằng xạo! Bỗng nghe có tiếng bước chân, Phương hoảng hốt, biết mình đã trúng kế. Chưa kịp lấy lại bình tĩnh, thì Quan và Hữu đã tiến lại. Hữu giật phăng cái bọc trên tay Phương, mở ra. Một xấp giấy bạc trơ trơ, Hữu mím môi. Thì ra là ông quá sức gian xảo. Phương níu lấy tay Hữu, quyết liệt. Ông nói bậy rồi, đây là tiền của tôi. Quan gạt tay Phương ra, đẩy Hữu về phía trước. Tịch thu số tiền này, ông có oan uổng gì á thì về trường mà trình bày. Không phải đâu, chúng tôi không tin ông nữa, nội vụ sẽ nhờ chính quyền vào cuộc. Phương níu tay Quan. Nếu như tôi trả lại số tiền này, các anh có tha cho tôi không? Về trường rồi tính. Nhìn thấy trên tay Phương vẫn còn cầm con dao, Quan kéo tay Hữu. Về nhanh thôi Hữu. Rồi mặc cho Phương nói gì thì nói, Quan và Hữu đi như chạy, nhanh chóng thoát ra khỏi khu rừng. Lên đến sân banh rồi, hai người đứng lại đợi Phương. Mọi người ngạc nhiên khi thấy Quan, Hữu và Phương cùng về một lúc. Nguyên và Hạ theo sau, tiếp đến là Trần và Đặng. Trần Đặng được chứng minh là đi uống cà phê ngoài quán cạnh bờ sông. Quan mời hết 14 người vào phòng họp. Khi tất cả an tọa, Quan đứng dậy, môi mím chặt, cố gắng kiềm nén cơn giận đang trào dâng. Anh nghiêm khắc nhìn thẳng vào mặt Phương. Trước tập thể, tôi muốn nghe anh trình bày tất cả đầu đuôi sự việc. Phương lầm lì, gằn từng tiếng. Cứ xử, cứ phạt, không cần phải lôi thôi dài dòng. Quan lắc đầu trân trối nhìn Phương. Mới giờ đây thôi, anh ta tỏ ra tội nghiệp, bây giờ lại dửng dưng như không. Giọng nói của Quan rung lên vì giận. Tôi thật không bao giờ ngờ con người của anh lại bỉ ổi vô sĩ như vậy. Coi bộ như anh không thấy mình sai. Anh hết thuốc chữa rồi, làm sao dung dưỡng cho một thầy giáo thiếu nhân cách, thiếu đạo đức như anh đây? Tôn chen vào. Nhưng chuyện gì phải giải thích rõ ràng, chứ sao cứ úp mở hoài vậy? Hữu nói thay. Số tiền mất anh em mình đã biết. Hôm rồi lại mất đúng ngày Trạng về vì cha bệnh. Đặng và Tôn về phòng kiểm tra chéo, nên ai cũng nghĩ là Trạng làm liều. Vậy là có một cuộc điệu hổ ly sơn, tổ chức buổi tiệc ở nhà bằng để mời thầy cô đi hết. Ở đây thành lập ban kiểm tra gồm phòng giáo dục, ủy ban xã, hội phụ huynh, ban giám hiệu. Phát hiện ra trong tư trang của Phương có số tiền 140 triệu, ít hơn số 150 triệu nữa. Cũng khó khăn lắm mới thuyết phục được Phương nhận tội. Ban giám hiệu đã hứa sẽ không truy cứu và vẫn để Phương công tác bình thường. Phương nói chỉ lấy có bao nhiêu đó nên tình nghi chuyển sang tôi, Trạng và các bạn. Chiều nay chúng tôi cố tình nhờ anh Hai Vinh tới tung tin là thằng Bi lượm được tiền để đánh động kẻ gian. Đúng vậy, Phương chột dạ nên tới chỗ giấu xem lại, bị chúng tôi bắt quả tang tại hiện trường, tịch thu toàn bộ số tiền đã mất. Trên đường về, Phương không khai báo một tiếng nào. Quan vỗ bàn. Còn gì nữa mà khai báo? Anh đã dám làm chuyện như vậy thì cũng đã tiên liệu trước hậu quả. Hôm rồi tôi đã cho anh cơ hội. Tôi thuyết phục phòng giáo dục không kỷ luật anh là vì tội nghiệp anh mới ra trường chưa đầy một niên học. Nhưng anh rõ ràng là không có đạo đức nghề nghiệp, không phải là tấm gương cho học sinh noi theo. Bản chất như vậy sao có thể đứng trên bục mà giảng dạy cho thế hệ trẻ được chứ? Anh phạm sai lầm mà không hề cố gắng khắc phục, cố ý chiếm dụng tiền lương của tập thể, để anh em vào chỗ túng quẫn. Nếu không tìm ra thủ phạm, Hữu ngoài việc phải đền tiền còn phải ô danh cả đời. Ngẫm ra anh không đáng được tha thứ nữa. Hãy viết đơn xin thôi việc đi, trước khi bị kỷ luật cảnh cáo toàn ngành, thành bại danh liệt bởi vì tội mà một nhà giáo không thể nào dấp phải.
Mọi người sững sờ nhìn Phương đang cúi gằm mặt, Trạng nổi nóng. Ông mắc khốn nạn lắm ông Phương. Tiền cất hai nơi, chứng tỏ ông đã tính toán kỹ lưỡng. Nếu như bị phát giác chỗ này thì vẫn còn chỗ kia. Ông tính toán chu đáo vì cho rằng sau khi ông trả lại số tiền trước thì có thể đổ mọi tình nghi trên đầu chúng tôi. Nhưng ông không nghĩ được, núi cao có núi cao hơn. Ông tham lam nên dễ mắc bẫy. Vừa nghe có người lượm được tiền thì ông vội vã đến chỗ trôn giấu để kiểm tra. Hậu quả là bị trúng kế. Đúng là ông trời có mắt, không cho kẻ gian toại nguyện mà. Yến thắc mắc chen vào. Vậy anh Bi có lượm được tiền không? Hạ lườm Yến. Hỏi ngây thơ vậy mày. Chỉ là kế thôi, còn anh Hai Vinh là phối hợp. Đoàn cũng thắc mắc. Lỡ như ông Phương không đi ra hiện trường, có người gặp anh Bi hỏi ảnh thì sao? Thì do anh Hai Vinh nói dốc cho vui vậy mà. Vụ án đã được phá, Phương bị ban giám hiệu đình chỉ công tác. Anh chưa kịp viết đơn thôi việc thì công văn của phòng giáo dục đã gửi đi khắp các trường thông báo kỷ luật buộc thôi việc Phương. Anh khăn gói trở về nhà trong nỗi nhục nhã và xấu hổ. Dưới ánh mắt của mọi người bây giờ, anh là con sâu trong ngành giáo dục.